tình hình dịch COVID-19 có thể vẫn còn kéo dài. Các doanh nghiệp đang chịu thua lỗ không nhỏ trong những đơn hàng xuất khẩu. Vì thế, Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam đã kiến nghị chính phủ 5 giải pháp để tháo gỡ khó khăn. Thứ nhất, chính phủ sớm có cơ chế ưu tiên cho đối tượng là nhân viên các doanh nghiệp đang hoạt động sản xuất và vận tải để đảm bảo chuỗi cung ứng hàng hóa. Thứ hai, có chính sách giảm thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp trong năm 2021 và 6 tháng năm 2022. Thứ ba, hỗ trợ kinh phí cho các doanh nghiệp tham gia chương trình xúc tiến thương mại trong và ngoài nước, tăng cường quảng bá mặt hàng chủ lực của Việt Nam tại nước ngoài. Thứ tư, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cần sớm thống kê diện tích và sản lượng hồ tiêu trên cả nước để các doanh nghiệp có kế hoạch kinh doanh phù hợp và các khuyến cáo đưa ra kịp thời. Thứ năm, đề nghị chính phủ và bộ ngành sớm có thông tư hướng dẫn thực hiện nghị quyết số 105 NQCP ngày 9 tháng 9 năm 2021 của chính phủ về việc hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong bối cảnh dịch COVID-19. Cũng liên quan đến mặt hàng hạt tiêu, trong lúc Việt Nam đang gặp khó vì xuất khẩu bởi ảnh hưởng của COVID-19, thì Campuchia vừa cho biết xuất khẩu hạt tiêu của nước này đã tăng mạnh trong 8 tháng đầu năm nay, đạt gần 25.000 tấn, tăng gấp 5 lần so với niên vụ trước. Theo nhiều chuyên gia, sản lượng hạt tiêu xuất khẩu của Campuchia tăng đột biến là nhờ việc đổi mới trong cách thức tìm kiếm thị trường mùa dịch. Bất chấp những khó khăn do đại dịch, ngay từ tháng 3 năm nay, các nhà xuất khẩu hạt tiêu hàng đầu Campuchia đã xúc tiến nhiều hội nghị trực tuyến, tăng sản lượng nhằm đáp ứng tiềm năng xuất khẩu lớn mặt hàng này trong năm 2021. Hiện nay, diện tích hạt tiêu trên toàn Campuchia đạt gần 7.000 ha, trong đó sản lượng hạt tiêu vào khoảng 18.000 tấn một năm. Thưa quý vị, theo một dự báo về tình hình giá cà phê thế giới mới đây, tổ chức Fish Solution đã nhắc tới Việt Nam là nước xuất khẩu cà phê lớn thứ nhì thế giới đang thực hiện giãn cách xã hội chống COVID-19 đã khiến nguồn cung cà phê toàn cầu bị ảnh hưởng và có thể giữ ở mức tương đối cao năm 2022. Fish Solution cho rằng các hạn chế chống COVID-19 ở Việt Nam sẽ được nới từ từ nên gián đoạn xuất khẩu cà phê của Việt Nam có thể chỉ là tạm thời. Điều này có nghĩa là nguồn cung cà phê toàn cầu có thể bắt đầu tăng trở lại trong niên vụ 2022-23. Với giá bình quân cà phê Arabica năm 2023 có thể hạ về 1,2 đô la Mỹ một bao. Trước đó, xuất khẩu cà phê của Việt Nam giảm và sản lượng đi xuống tại các nước sản xuất cà phê hàng đầu khác đã đẩy giá cà phê thế giới tăng mạnh. Thưa quý vị, năm ngoái Việt Nam nhập khẩu 3,8 triệu tấn phân bón các loại, nhưng mà năm nay chỉ trong 8 tháng đầu năm đã nhập khẩu tới 3,2 triệu tấn, về giá trị lên tới 909 triệu đô la Mỹ, tăng 40,7% so với cùng kỳ năm ngoái, do tăng 20,7% về lượng và do giá nhập tăng vọt. Nhiều nhất là phân bón nhập từ Trung Quốc, trong 8 tháng đầu năm lên tới 1,5 triệu tấn, tương đương gần 400 triệu đô la Mỹ, tăng hơn 35% về lượng, hơn 65% về giá trị so với cùng kỳ năm ngoái. Phân bón nhập khẩu từ Trung Quốc chiếm 45,7% trong tổng khối lượng và chiếm 43,8% trong tổng kim ngạch nhập khẩu nhóm hàng này về Việt Nam. Tiếp đến là phân bón nhập từ Nga. Tính chung, 8 tháng nhập về hơn 250.000 tấn, tương đương khoảng 83 triệu đô la Mỹ, chiếm 8% trong tổng khối lượng và chiếm 9% trong tổng kim ngạch nhập khẩu phân bón về Việt Nam. Đứng thứ ba là phân bón từ Indonesia với 192.000 tấn, tương đương gần 76 triệu đô la Mỹ, tăng gấp 4 lần trong 8 tháng qua. Nông dân Tân Châu, tỉnh An Giang đã xuống giống vụ thu đông năm nay được hơn 5.000 ha, đạt tỷ lệ hơn 82%. Điều mà bà con đang lo lắng lúc này chính là giá vật tư tăng gấp đôi so với các vụ trước, trong khi giá lúa sau thời gian giãn cách xã hội, xuất khẩu khó khăn nên đã giảm nhẹ và trong tình trạng khá bấp bênh. Tại vùng Bao, xã Tân An, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang, nông dân xuống giống hơn 800 ha lúa và hoa màu. Hiện lúa đang trong giai đoạn đồng, phát triển tốt. Thế nhưng, điều nông dân lo lắng là giá vật tư tăng cao làm ảnh hưởng đến quá trình canh tác. Nhưng mà cái giá vật tư hiện nay bây giờ là phân ure bây giờ nó quá cao. So với là cái vụ rồi là tính ra là nông dân là mặn là kể như là cái lợi nhuận là hình như là chắc không có rồi đó. Tính ra cái giá này làm sao ở trên rồi làm sao nó mà hỗ trợ tiếp vấn đề giá cả này kia nọ luôn. Cho bà con nông dân đỡ một chút. Gần đó, ông Huỳnh Văn Lướt cùng xã Tân An, vụ thu đông này có hơn 40 công lúa giống 9582 và giống đài thơm 8 cũng đang khá lo lắng khi chi phí đầu tư vụ này tăng cao. Lúa vụ thu đông
Hiện nay thì mình xịt thuốc dưỡng dưới sâu là một vụ là 5 đến 7 cỡ. Nó mà bây giờ tình hình là giá phân hiện nay lên rất là nhiều, lên gấp đôi. Hồi đó thì có mùa trước thì có 300 gửi. Bây giờ lên tới là 600 gửi, 670 một bao, đặc biệt là phân UG. Nông dân An Giang đang hy vọng những tháng cuối năm giá vật tư sẽ hạ nhiệt để giảm bớt chi phí đầu tư, giảm bớt khó khăn cho người trồng lúa trong điều kiện tình hình dịch bệnh COVID-19 vẫn còn đang diễn biến phức tạp. Nhập khẩu thức ăn chăn nuôi trong 8 tháng đầu năm nay tăng mạnh về giá trị lên hơn 3 tỷ đô la Mỹ, trong đó hơn 1 tỷ đô la Mỹ là từ Argentina. Theo Tổng cục Hải quan, 8 tháng năm 2021, kim ngạch nhập khẩu thức ăn chăn nuôi tăng gần 31% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt hơn 3,3 tỷ đô la Mỹ. Argentina tiếp tục là thị trường cung cấp thức ăn chăn nuôi lớn nhất cho Việt Nam với hơn 1,1 tỷ đô la Mỹ, tăng 8,5% so với cùng kỳ năm ngoái và chiếm 34% trong tổng kim ngạch nhập khẩu nhóm hàng này của cả nước. 8 tháng qua, nhập khẩu thức ăn chăn nuôi từ Mỹ đạt 552 triệu đô la Mỹ, tăng hơn 67% so với cùng kỳ, chiếm gần 17% tổng kim ngạch nhập khẩu mặt hàng này. Đứng thứ ba là Brazil với 393 triệu đô la Mỹ, tăng mạnh 57% so với cùng kỳ, chiếm gần 12% trong tổng kim ngạch nhập khẩu mặt hàng này. Các thị trường nhỏ hơn là EU trong 8 tháng đầu năm cũng tăng mạnh trên 56% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 273 triệu đô la Mỹ. Thị trường Đông Nam Á tăng 17%, đạt 244 triệu đô la Mỹ. Kể từ khi 19 tỉnh thành phía Nam bắt đầu thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 để phòng chống dịch COVID-19, thì việc tiêu thụ nông sản của nhiều tỉnh gặp khó khăn, nhất là khi ba chợ đầu mối lớn của thành phố Hồ Chí Minh bị đóng cửa. Hiện thì có trên hàng chục triệu tấn rau củ, trái cây, gia súc, gia cầm và thủy sản tại phía Nam bị tồn đọng. Điều này cũng đang gây trở ngại rất lớn đến kế hoạch sản xuất và cung ứng hàng hóa nông sản cho cuối năm, đặc biệt là trong dịp Tết Nguyên đán 2022. Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các chuỗi kết nối cung cầu hiện nay vẫn bị gián đoạn. Khi thành phố Hồ Chí Minh, thị trường tiêu thụ lớn nhất ở phía Nam đang tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16. Chỉ tính riêng hai tỉnh là Bình Dương, Đồng Nai đã tồn hơn 1.500 tấn rau củ quả, trên 12 triệu con gia cầm, khoảng 2,5 triệu quả trứng gà và trứng cút, trên 1.000 tấn thủy sản. Đề nghị là các tỉnh, nhất là thành phố Hồ Chí Minh, tạo điều kiện thuận lợi để chúng tôi kết nối đưa vào được các cái trung tâm, các cái điểm mà tiêu thụ sớm nhất. Hiện nay cái do cái trứng gà tiêu thụ chậm thì là một số cái trang trại gà thì hiện nay là ta cho trứng, đẻ trứng, như vậy thì ta không có nuôi nữa mà ta chuyển qua là bán trứng và là thậm chí là đẻ cho nở ra để là bán các cái trại nuôi cá sấu. Thực tế, nếu lượng hàng này không được tiêu thụ kịp thời trong 20 ngày tới sẽ ảnh hưởng rất lớn đến kế hoạch sản xuất nông nghiệp cho 3 tháng cuối năm, nhất là đối với các mặt hàng gia cầm. Khi bà con không thể giải phóng chuồng trại thì khó tái đàn để chăn nuôi. Nguy cơ thiếu hụt nguồn thịt gia cầm vào dịp Tết Nguyên đán 2022 là rất lớn. Một số chủ trại cũng không dám tái đàn bởi vì họ sẽ đặt ra một cái câu hỏi liệu tái đàn thì có bán được hay không. Còn nếu trường hợp mà tái đàn mà bán khó khăn và giá thấp như bây giờ thì chỉ có mà phá sản thôi. Để giải quyết vấn đề này, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã tăng cường các hoạt động giao thương giữa 19 tỉnh thành với nhau. Bộ cũng thực hiện buổi kết nối trực tuyến cho hợp tác xã với thương nhân của các chợ đầu mối Bình Điền và Hóc Môn. Khi những chợ này đã được thành phố Hồ Chí Minh cho mở điểm tập kết trung chuyển hàng hóa. Thành viên trong chợ đầu mối có mối ở các tỉnh hết rồi. Nhưng mà chúng ta vẫn tổ chức cái này để gì? Mở rộng cái thông tin cho các cái doanh nghiệp đầu mối của chợ đầu mối Bình Điền là thấy rõ hơn là gì? Hiện nay rất nhiều cái nguồn cung, đặc biệt là cái hình thức như là cái combo rất là hiệu quả. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cũng sẽ tham gia hỗ trợ đảm bảo chất lượng nông sản với giá cả hợp lý. Bên cạnh đó, các tỉnh cũng cần đẩy mạnh kênh bán hàng qua thương mại điện tử để chủ động tìm kiếm được đối tác thu mua và lên kế hoạch sản xuất
theo đúng tín hiệu của thị trường. Theo kết quả khảo sát của VASEP, tỷ lệ tiêm vaccine cho người lao động tại các nhà máy chế biến thủy sản các tỉnh từ Nam Trung Bộ vào đến các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long mới đạt trung bình từ 30 cho đến 35% cho mũi 1, trong khi tỷ lệ tiêm mũi 2 chỉ dưới 5%. Kết quả là sau hơn một tháng hoạt động trong bối cảnh giãn cách xã hội và sản xuất ba tại chỗ, xuất khẩu thủy sản đã giảm gần 28% so với cùng kỳ năm ngoái. Các doanh nghiệp thủy sản vừa tiếp tục kiến nghị tiêm vaccine gấp cho công nhân đi làm, kịp cho các đơn hàng xuất khẩu. Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam VASEP kiến nghị Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn tiếp tục có ý kiến với Thủ tướng Chính phủ và các địa phương sớm hoàn thành tiêm vaccine mũi 1 cho lao động trong các nhà máy chế biến thủy sản và lao động của chuỗi sản xuất thủy sản tại các địa phương. Lãnh đạo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam VASEP cho rằng các tỉnh cần phải xác định mục tiêu ưu tiên cho lực lượng lao động để tái khởi động nền kinh tế, thế mạnh của từng địa phương bằng cách ưu tiên tiêm vaccine cho người lao động đang làm việc tại các nhà máy, khu chế xuất và cả chuỗi cung ứng liên quan như trại giống, vùng nuôi, cảng cá và ngư dân. Ít nhất sau một số tỉnh miền Tây nới lỏng giãn cách, giá tôm thẻ đã quay đầu tăng mạnh và dự kiến sẽ tăng thêm 10 đến 15% trong những tháng cuối năm. Những ngày qua, tôm thẻ loại 30 con được doanh nghiệp trong khu công nghiệp An Nghiệp, Sóc Trăng mua với giá 148.000 đồng một kg, tăng khoảng 20.000 đồng một kg so với 2 tuần trước. Còn tại huyện Trần Đề, Sóc Trăng, tôm thẻ chân trắng đang được doanh nghiệp thu mua với giá 144.000 đồng một kg đối với loại 30 con, 124.000 đồng loại 40 con và 133.000 đồng loại 50 con. Các loại tôm cỡ nhỏ cũng tăng nhẹ. Theo các doanh nghiệp, hiện nay sau kết thúc đợt nuôi tôm chính vụ, sản lượng tôm thương phẩm đang giảm dần, cơ hội khá tốt để thả nuôi vụ tiếp theo. Nhưng do tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, nhiều nhà máy thủy sản khu vực đồng bằng sông Cửu Long đang phải đóng cửa hoặc hoạt động cầm chừng ba tại chỗ, khiến sản lượng tôm chế biến thấp, xuất khẩu tôm bị ngưng trệ. Tại diễn đàn trực tuyến kết nối tiêu thụ nông sản thủy sản tỉnh Cà Mau vừa được tổ chức tại Cà Mau, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Trần Thanh Nam cho rằng địa phương này cần phải chú trọng thúc đẩy tiêu thụ trong nước. Báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Cà Mau cho biết tỉnh này hiện có 300.000 hectare nuôi tôm, kim ngạch xuất khẩu hàng năm là hàng tỷ đô la Mỹ. Mục tiêu đến năm 2025, kim ngạch xuất khẩu đạt 1,4 tỷ đô la Mỹ. Cà Mau có 38 nhà máy chế biến tôm công suất hàng năm 2 triệu tấn. Kim ngạch xuất khẩu chiếm 1/3 của cả nước. Tỉnh này đã tiến hành xây dựng phần mềm truy xuất nguồn gốc khoảng 6 tháng, định hướng đáp ứng yêu cầu chất lượng để xuất khẩu. Để phải tránh được tình trạng dư thừa ở vùng nuôi nhưng lại thiếu hụt ở siêu thị, Thứ trưởng Trần Thanh Nam cho rằng Cà Mau cần có chuỗi cung ứng nông sản từ chuỗi nhà máy cung ứng, hợp tác xã liên quan để đưa hàng vào siêu thị, thúc đẩy tiêu dùng trong nước.